Cảnh trong phim Thần Tiên Cũng Nổi Điên của đạo diễn Cao Tấn Lộc. Thần Tiên Cũng Nổi Điên, bộ phim xoay quanh câu chuyện đầy tính triết lý về tình yêu. Long và Phụng là hai bạn trẻ rất đẹp đôi, được các vị thần tiên se duyên. Một ngày nọ, ông Tơ và bà Nguyệt xuống trần ghé thăm đôi bạn trẻ và quá bất ngờ vì cả hai đang hẹn hò với người khác. Họ càng sử dụng quyền uy của mình thì càng thất bại. Phát hiện ra giá trị của sự kết nối tình yêu se duyên ở trần thế đã không còn nữa. Phim dự kiến ra rạp ngày 23 tháng 9 năm 2016. Mới một pha hành động mà anh Tuấn đã đổ máu. Sự đầu rối của anh. Yeah.
Giết người! Cứu người ta! Cứu! Chống cự hả mày? Mày! Giết mày! Mày! Đại ca! Xử đó! Được! Chống cự hả mày? Chống cự hả mày? Chống cự đi! Tụi bay làm gì nó mới chết chứ không phải tao đâu. Tụi bay khùng quá à. Bây giờ chạy hướng này. Là xe bị mắc. Sao anh ơi? Đau mà không dám bị tè luôn á, sợ quay lại á. Diễn lục đây
Ai cũng biết rằng để làm nên những thước phim kịch tính với những pha hành động đẹp mắt ấy, nhiều cascader đã phải bất chấp nguy hiểm và nhận về mình những thương tích. Để đạt được cảnh quay này, cascader Nguyễn Hữu Nghĩa phải rướm máu mới thành công. Cảnh trong phim Thần Tiên Cũng Nổi Điên của đạo diễn Tấn Lộc. Cái này không lấy thằng ướt trời chùi cho sạch đi rồi hay băng băng rồi. Nhanh ơi. Chưa có phải băng cá nhân rồi với băng. Xong rồi. Cái thứ hai nữa tí nữa. Mình mặc sáu điểm đủ ngay góc này nè. Ngay này nè. Mình lấy cái tập mạnh hơn. Cố con nước ngon. Bây giờ được rồi, được rồi. Chút ở đưa lên. Tay nó sâu lắm hả? Đó, mới đưa chai nước là một xị rồi đó. Cảnh trong phim Thần Tiên Cũng Nổi Điên của đạo diễn Cao Tấn Lộc. Nó bị ngược sáng em. Thần Tiên Cũng Nổi Điên, bộ phim xoay quanh câu chuyện đầy tính triết lý về tình yêu. Long và Phụng là hai bạn trẻ rất đẹp đôi, được các vị thần tiên xe duyên. Một ngày nọ, ông Tơ và bà Nguyệt xuống trần ghé thăm đôi bạn trẻ và quá bất ngờ vì cả hai đang hẹn hò với người khác. Họ càng sử dụng quyền uy của mình thì càng thất bại, phát hiện ra giá trị của sự kết nối tình yêu xe duyên ở trần thế đã không còn nữa. Phim dự kiến ra rạp ngày 23 tháng 9 năm 2016. Ai biết đâu kêu lái liền ha. Không, nó là hết rồi, tới đây rồi đúng không? Mình bẻ qua cái là hết rồi. Tự nhiên mình đứng ở đó đã rồi, bắt đầu á. Chưa quất. Kiểu ta đứng đó không làm, trong khi máy quay rồi kêu mà ta đang quay. Nô bị hoàng ra hoàng. Nô bị đâu? Thì em chuẩn luôn đi. Nếu mà định không lâm rồi đó. Nó quá được. Okay.
bên đây giao. Đang đây, tay lên 12. Rồi phải lặng tránh. Có nghĩa là thank you.